Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Hôm nay Khải Toàn sẽ tra ngẫu nhiên một lá số theo bát tự tứ trụ. Người này sinh tháng 10 năm 1982, sinh năm Nhâm Tuất, tháng 10 vào tháng Kỷ Dậu. Các bạn nên xem lại 5 quy tắc căn bản để tính mệnh khuyết. Đầu tiên ta xét đến hạt giống là mệnh ngày sinh, tức là nhật can. Năm tháng ngày giờ, niên nguyệt chi thời. Tứ trụ là 4 cột 4 ô, 4 cột 8 ô. Người này sinh ngày Bính hành hỏa dương. Mệnh ngày sinh là hạt giống. Bính hỏa thường thích thủy và mộc, kỵ nhiều thổ. Các bạn có thể xem lại bài 5 quy tắc căn bản để biết về hạt giống của mệnh ngày sinh. Bính hỏa. Cung tài của người này là kim. Cung ta khắc sẽ là cung kim. Mệnh nam, đối với nam, cung ta khắc bao gồm cung tài, cung cha, cung vợ, phụ nữ và tình cảm. Nếu người này là nữ thì cung thủy sẽ là cung tình cảm, cung khắc mình, còn đối với nam là mình khắc. Sinh ngày Bính hỏa, sinh tháng kim, trong tứ trụ tháng có lực ngũ hành mạnh nhất. Người này sinh tháng Dậu hành kim, tiết khí hàng lộ, cuối thu cũng là kim vượng. Mệnh này là mệnh kỵ kim. Bính hỏa là mặt trời, bính hỏa đại diện cho mặt trời. Mặt trời thì sợ nhiều bụi, tức là thổ. Mệnh này là mệnh kỵ kim và cả thổ. Dậu hành kim, tuất dậu hợp kim. Mệnh kim rất là vượng, có nghĩa là cung tài vượng. Tài vượng có nghĩa là đào hoa vượng. Người sinh ngày Bính hỏa đại diện cho mặt trời, đại diện cho người cởi mở và hướng ngoại. Năm tuất, đa phần 9 trên 10 người sinh năm hoặc tháng tuất đại diện cho người trầm lắng. Người có chữ tốt, khéo giao tiếp, thương yêu gia đình, đôi khi bên vực con cái hết mực. Dậu, người có mật mã dậu ở năm hoặc tháng sinh là người cực đoan cố chấp. Tuy nhiên, đây là người đáng tin. Tý ngọ mão dậu là tứ mật mã cực đoan cố chấp và cả đào hoa. Đây là lá số của một anh chàng nổi tiếng, gia chủ Khải Toàn. Xin nhắc lại, hạt giống người này sinh là ngày Bính hỏa, sinh tháng kim vượng, tức là kỵ kim. Tứ trụ, trụ tháng có lực mạnh nhất. Hợp hóa, dậu tuất hợp kim. Mệnh của người này thổ rất là dày, dày tức là nhiều. Mệnh kỵ kim và kỵ thổ. Bính hỏa thích nhất là mộc, tức là cây. Kế đến là thủy. Dụng thần đầu tiên của người này phải là mộc. Thường người sinh tháng Dậu thì cần mão. Người sinh mùa thu dư kim thì thiếu mộc. Mộc là dụng thần đầu tiên. Mộc này nên là mộc dương. Mộc dương bao gồm dần và giáp. Dụng thần thứ hai của người này là thủy. Dụng thần tức là mệnh thiếu hoặc là mệnh khuyết, là ngũ hành cần. Mệnh sinh ngày Bính hành hỏa dương, cung chính tài là cung kim âm. Mệnh này có 1, 2, 3 trụ kim âm và dậu nằm ngay trụ tháng có lực mạnh nhất. Đây là mệnh nhiều tiền của. Tuy nhiên, thân này là thân nhược, không phải là thân vượng, tức là ngũ hành sinh cho mình bị nhược. Mộc rất là yếu, mộc có ở ngày. Đối với mệnh có nhật can nhược, tức là không đủ ngũ hành để sinh cho mình, thì cần đầu tiên là cần ngũ hành đầu tiên, là cần ngũ hành về mộc. Mộc đại diện cho quyền lợi, tri thức, cung mẹ, nữ trưởng bối. Tức người này cần nhiều tri thức và cần sự trợ giúp mới dễ hành vận. Mệnh sinh ngày Bính hỏa hành dương,
Tuất cũng là dương, dậu là trong tứ mã cực đoan. Đây là người đa phần là người hướng ngoại. Mệnh có sao quý nhân. Ngày bính gặp hợi hoặc dậu có sao quý nhân, người này có hai mật mã quý nhân. Cuộc đời vô cùng dễ gặp người giúp đỡ và cả tai qua nạn khỏi. Bính gặp dần là có sao hồng diễm. Hồng diễm là sao đào hoa của nữ. Trong mệnh lý có khẩu quyết, ngày bính gặp dần thì đại diện cho người đào hoa, có tình dục mạnh mẽ. Mệnh có cung tài vượng. Tài vượng thì cái cung ấn nhược, ấn đại diện cho cung mẹ và học thức. Cung vợ, cung công việc dễ ảnh hưởng đến cung mẹ và quyền lợi. Xét về thời vận, hiện tại người này đang 42 tuổi. Đang hành vận quý sửu. Chữ quý hành thủy âm, sửu cũng là thổ âm, sửu bao gồm có cả thổ, kim và thủy. Trước đó hành vận nhâm tý, 20 năm, hành vận rất nhiều thủy, đại diện cho danh tiếng thị phi. Người này nổi tiếng cũng hơn 10 năm nay. Mệnh cần mộc, từ 44 cho đến 63 tuổi, 20 năm hành vận mộc, đây là thời vận tốt. Đây là thời vận rất tốt của mệnh, được xem là lá số có hậu vận đẹp. Hành đại vận có mộc, đại diện cho quyền lợi tốt, tri thức tốt, để đủ khả năng đảm nhiệm cung tài. Tuy nhiên, sau 64 đến 73 tuổi bị phạm thiên khắc địa xung, bính nhâm khắc nhau, thìn tuất xung nhau, trong mệnh lý không thích trùng và khắc. Ví dụ là bính với nhâm khắc nhau, thìn với tuất xung nhau. Người sinh ngày dương thường tướng mạo từ vừa đến cao lớn sẽ dễ hành vận hơn tướng người thấp bé. Mệnh nhiều kim hoặc là mệnh kim vượng, lời nói dễ gây hiểu nhầm, gây sát thương. Khải Toàn xin nhắc lại, mệnh ngày sinh là hạt giống, trụ tháng sinh có lực mạnh nhất. Ví dụ, hạt giống của mệnh này là ngày bính hành hỏa. Bính hỏa thì rất là cần mộc và thủy, mệnh thiếu mộc, thủy cũng yếu. Nên dụng thần đầu tiên phải là mộc, dụng thần thứ hai là thủy, dụng thần là thiếu và khuyết. Dư kim tức là kỵ kim. Người kỵ kim không nên đeo nhiều vàng bạc trang sức đắt tiền, nhất là đồng hồ Rolex hoặc là vàng bạc đá quý. Người cần mộc rất phù hợp cho việc ăn chay, dùng nhiều đồ gỗ, vòng gỗ trầm, vòng đá thạch anh tóc xanh lá. Trên bàn làm việc của người thiếu mộc nên có tượng hổ hoặc tượng mèo. Người nuôi chó đại diện cho hỏa và thổ. Người kỵ kim, nhà ở không nên có nhiều gương to. Gương là kim thủy. Xét theo tiểu vận, 2023 quý mão là năm khá tốt với người này. Qua 2024, có chữ giáp là tốt nhưng thìn bị xung với tuất. Tính từ 2022 cho đến 2026, đa phần là do mộc hỏa quản. Mệnh này không kỵ hỏa, có hỏa vẫn tốt. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.